Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, trong điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông do Bộ Giáo dục Đào tạo vừa ban hành, có điểm mới đáng chú ý là học sinh được sử dụng điện thoại trong giờ học để phục vụ học tập với sự đồng ý của giáo viên. Quy định này đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của không ít học sinh, phụ huynh và giáo viên. Em đồng tình với việc sử dụng điện thoại trong trường học. Em thấy là nó cũng giúp cho chúng em tìm hiểu thông tin về bài học, cung cấp nhiều kiến thức trong bài học hơn ạ. Điện thoại giúp em tra những câu hỏi khó ở lớp không biết. Có một số bạn ấy là có quá cái phụ thuộc vào cái internet, ví dụ như là bạn ấy không suy nghĩ những cái bài toán khó mà sẽ tìm hiểu cái bài toán đấy ở trên mạng. Dần dần nếu mà nhiều quá thì nó sẽ không in sâu những cái kiến thức đấy vào đầu và nó sẽ bị dễ quên. Có một số bạn thì ý thức không được tốt, bạn chơi game trong giờ và dùng không đúng mục đích học tập. Đây là giờ học văn của lớp 8B, trường trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành, thành phố Hưng Yên. Kiểm tra bài cũ thông qua những hình ảnh trên máy tính, tìm hiểu bài mới, tìm hiểu những kiến thức xã hội liên quan hay tổ chức các hoạt động nhóm. Tất cả đều có sự tham gia của các thiết bị điện tử có kết nối Internet. Chúng tôi có thêm cái hoạt động đấy là tổ chức và tham gia rất là hiệu quả các cuộc thi qua mạng ở các cái môn học như là môn toán, môn vật lý, môn tiếng Anh. Tôi nghĩ là rất là hữu ích cho học sinh và học sinh rất là chủ động trong việc nắm bắt kiến thức. Khẳng định những lợi ích mà thiết bị di động đem lại trong quá trình học tập và giảng dạy, như là trong xu thế toàn cầu hóa và thời đại công nghệ thông tin, tuy nhiên giáo viên còn băn khoăn, trăn trở về việc quản lý học sinh sử dụng điện thoại di động. Khi học sinh mà sử dụng các cái thiết bị này thì nó cũng có một số các cái vấn đề mà đối với những người làm giáo dục như chúng tôi cũng rất là trăn trở, là các con sử dụng với cái mục đích không phải là dành cho việc học tập. Dù quy định chưa đi vào thực hiện, nhưng các nhà trường đã sớm có phương án xây dựng những quy định để học sinh sử dụng điện thoại thông minh vào mục đích học tập, tránh những việc làm không cần thiết. Ngoài cái việc là đưa ra các quy định thì chúng tôi liên tục có những cái kiểm tra đột xuất cũng như là có những cái biện pháp xử lý đối với những học trò mà chưa thực hiện đúng cái quy định. Và cái yếu tố thứ hai là chúng tôi cũng tiến hành cho giáo viên cũng như học sinh đăng ký các cái giờ dạy có sử dụng máy tính hoặc là sử dụng các kỹ thuật công nghệ cao. Việc tiếp thu kiến thức chỉ thực sự đạt kết quả khi người học muốn tìm hiểu, lĩnh hội kiến thức. Vì vậy, phương thức học tập chỉ đóng một phần, chứ không phải vai trò quyết định. Việc có sử dụng điện thoại trong lớp học hay không quan trọng bằng việc học sinh có thực sự muốn học hay không. Việc truyền cảm hứng quan trọng hơn việc cho học sinh sử dụng thiết bị gì để học tập. Hiện nay, công tác tuyển sinh tại nhiều trường cao đẳng đang gặp không ít khó khăn, nhất là đối với các trường nghề. Trên thực tế, nhiều trường có những chuyên ngành không tuyển sinh được, có trường thiếu số lượng sinh viên đầu vào so với chỉ tiêu đề ra. Vậy các trường nghề đã có giải pháp gì để tuyển sinh đủ chỉ tiêu? Ghi nhận tại trường Cao đẳng Kinh tế và Kỹ thuật Tô Hiệu, một trong những cơ sở đào tạo nghề lớn nhất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Tại trường Cao đẳng Kinh tế và Kỹ thuật Tô Hiệu, khi ra trường, học viên sẽ được công nhận cả trình độ nghề lẫn trình độ văn hóa. Bên cạnh đó, trong chương trình đào tạo, không chỉ bố trí các xưởng thực hành chuyên biệt, nhà trường còn thường xuyên đầu tư thêm nhiều thiết bị để học sinh được thực tập tay nghề. Khi mà được học ở trên mô hình và động cơ máy móc thì em hiểu thêm nhiều hơn về máy móc với cả động cơ, cũng giúp cho học hành nó dễ hơn ạ. Một giải pháp đột phá nhằm thu hút cả người học lẫn nhà tuyển dụng là liên kết đào tạo với chính các doanh nghiệp tuyển dụng. Trong những năm gần đây, nhà trường liên kết với một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để học sinh nhà trường đến thực tập tại doanh nghiệp. Tổng công ty may Hưng Yên, các doanh nghiệp của khu công nghiệp Phố Nối đã thường xuyên liên kết với nhà trường trong công việc mà đưa học sinh đến thực tập tại các doanh nghiệp đó. Nhà trường có liên kết với các công ty nên là sau khi bọn em ra trường thì cơ hội tìm việc làm nó sẽ cao hơn và dễ hơn ạ. Hiện trường Cao đẳng Kinh tế và Kỹ thuật Tô Hiệu có gần 1.600 học sinh đang theo học. So với 5 năm trước đây, số học sinh của nhà trường tăng trên 400 học sinh. Kết quả đó có một phần đóng góp không nhỏ bởi sự mạnh dạn đổi mới của nhà trường. Nhà trường đã đổi mới vào trọng tâm 3 khâu. Khâu thứ nhất đó là đầu tư mua sắm cơ sở vật chất, vật tư, cái trang thiết bị thực hành cho cái quá trình dạy và học. Thứ hai đó là cái khâu nâng cao cái chất lượng dạy học. Nhà trường đã
đổi mới cái chương trình đào tạo để phù hợp với cái thực tế hiện nay. Khâu thứ ba đó là chú trọng với việc công tác đổi mới công tác tuyển sinh. Trước là nhà trường tuyển sinh trong tỉnh Hưng Yên thôi, nhưng mà nhà trường bây giờ đã mở rộng ra các cái tỉnh lân cận. Chủ động chuyển từ dạy để người học biết được gì sang làm được gì đang là cách làm được nhiều trường cao đẳng áp dụng và cho những hiệu quả nhất định trong bối cảnh khủng hoảng tuyển sinh ở các trường cao đẳng như hiện nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.